Top 15 bộ phim Thái Lan hay nhất năm 2021 bùng nổ rating 5 sao. Phim Thái Lan được ấn tượng bởi những tình tiết đầy kịch tính và lôi cuốn. Đặc biệt, trong những năm gần đây, phim Thái ngày càng được yêu thích hơn bao giờ hết. Cùng điểm qua top 15 bộ phim Thái Lan hay nhất năm 2021 mà Ken Win gửi đến cho các bạn. 1. Promote, tựa Việt, Minh Châu rực rỡ, phim do Bonawat và Buanalin Thiếp đóng chính. Minh Châu rực rỡ kể về chuyện tình yêu cưới trước yêu sau đầy kịch tính nhưng nhiều bi kịch của Ran và Promot. Ran bị ép buộc kết hôn cùng Prow, cô gái anh không hề có cảm tình. Chính vì vậy mà Ran luôn tìm cách khiến Promot từ bỏ cuộc hôn nhân này, kể cả việc sỉ nhục hay hành hạ cô. Nhưng trở treo thay, Prow lại yêu anh thật lòng và luôn kiên trì với mong muốn anh sẽ hiểu được tình cảm của mình. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô gái mà Ran yêu say đắm đã xuất hiện. Những thước phim mang đến cái kết đầy cảm xúc cho người xem. Thứ hai là bộ phim Bayou Sai, tựa Việt, Bão Cát, phim do Ether Suprilela và phim Thanapat đảm nhận vai nam nữ chính. Bộ phim tâm lý tình cảm Thái Lan Bão Cát cuốn hút với kịch bản được xây dựng ly kỳ hấp dẫn từ những cảnh quay đầu tiên, câu chuyện kể về vụ mất tích bí ẩn của anh trai cùng cha khác mẹ của Naret. Trong quá trình điều tra còn có Sai, mối tình đầu của Naret. Cả hai quyết định nắm tay nhau cùng tìm ra manh mối kẻ đứng sau mọi việc và tung tích của người anh trai. Thứ ba là bộ phim Somsena Eha, tựa Việt, Hai Thế Giới, phim do Gemma và Kimmy Kimberly đảm nhận vai nam nữ chính. Nội dung phim xoay quanh mối tình tay ba của chị em song sinh Dean, Big và Quarik, một doanh nhân trẻ. Mặc dù là chị em song sinh nhưng hai người lại mang hai tính cách trái ngược nhau. Big thì giản dị, hiền lành, trong khi Dean lại ngang ngược, kiêu ngạo. Do đó, cô đã nhắm đến anh chàng đẹp trai giàu có, người đã có tình cảm với em gái mình. Câu chuyện nhiều gian trái và gánh gác lẫn nhau, khiến chuyện tình của đôi nhân vật chính gặp hết trắc trở này đến trắc trở khác. Thứ tư là bộ phim Nia Dung Ben, tựa Việt, Cô Vợ Bắt Buộc, phim do Mai Quarik và Bia Rinrada đảm nhận vai nam nữ chính. Cô Vợ Bắt Buộc là một bộ phim Thái Lan hay nói về cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, cưới trước yêu sau của To và Ta Quan do một lời hứa đã định bởi những người lớn trong gia đình. Người đáng lẽ kết hôn với To là chị họ của Ta Quan, nhưng vì cô cho rằng To là một kẻ nghèo hèn nên đã bỏ trốn cùng người yêu giàu có của mình. Vì mang ơn chú nên Ta Quan nhận lời gả cho To dưới thân phận của chị họ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chẳng được bao lâu thì To biết được sự thật, mà thứ anh căm ghét nhất chính là sự lừa dối. Và những kịch tính sau đó khiến người xem không thể rời mắt ngay từ ngày vừa ra mắt. Liệu tình yêu chân thật có nảy nở trở lại? Thứ năm là bộ phim Game Last Tarachon, tự Việt, trò chơi săn lùng cả ác. Phim do Matt Spring và Tiêu Natapong đảm nhận vai nam nữ chính. Đây là một bộ phim Thái Lan hình sự, có nội dung chính là hành trình truy lùng bọn ác của nữ cảnh sát tài năng và chàng cộng sự dũng cảm. Cùng với dàn diễn viên đầy thực lực, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những màn truy lùng ấn tượng trong hành trình đi tìm chân lý của họ. Thứ 6, Roy Sopuga, tựa Việt, Sợi Dây Hoàng Lan, phim do Bayfer Binchanok và Nine Napat đảm nhận vai nam nữ chính. Một trong những siêu phẩm phim Thái Lan thể loại cưới trước yêu sau được săn đón nhiều nhất năm 2021 phải kể đến bộ phim Sợi Dây Hoàng Lan. Bộ phim là sự đánh dấu sự trở lại của cặp đôi Bayfer Binchanok và Nine Napat sau một thời gian vắng bóng. Roy Sapunga là một tiểu thư trong gia đình xa cơ thất thế và trong lúc khốn khó, cô có được Tian, người bạn thân giúp đỡ, quan tâm tận tình. Thế nhưng, cô lại kết hôn với hoàng tử Ayare không màng đến tình cảm của Tian. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba giữa Roy Sapunga, Tian và Ayare cùng những tình tiết khó đoán và đầy cảm xúc. Thứ bảy là bộ phim Yuri My Happiest, tự Việt, Mùa Hè Của Hồ Ly, bản Thái, phim do Bert Buttigieg và Mai Davika đảm nhận vai nam nữ chính. Cái tên Mùa Hè Của Hồ Ly hẳn là không xa lạ gì đối với những bộ phim Trung Quốc, và nay một phiên bản khác của Thái cũng không hề kém cạnh. Sau thành công của bộ phim cùng tên của Trung Quốc, Mùa Hè Của Hồ Ly, bản Thái đã mang đến nhiều thước phim mới mẻ và thú vị cho khán giả. Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của chàng trai giàu có, đẹp trai và tài giỏi, nhưng lại mắc bệnh sạch sẽ và ghét nói dối. Nhưng nữ chính lại là một cô gái năng động, nhanh nhạy và hay nói dối để che đậy những cảm xúc của mình. Vì vậy, phải chấn động tâm lý từ nhỏ, nam chính có khả năng phát hiện ra lời nói dối. Chính vì thế, những cuộc đụng độ hài hước giữa hai người và hành trình tìm lại ký ức đã đưa khán giả đi xuyên suốt bộ phim tình cảm, tình yêu đầy thú vị này.
Thứ 8 là bộ phim Vipot Himapat, tựa Việt Bí ẩn vùng đất Himafanta, phim do Louis Scott và Matira đảm nhận vai nam nữ chính. Bộ phim là hành trình đi tìm Umani trị bệnh cho người cha nuôi của nữ chính là Pim. Vì quá thương cha, cô quyết định tìm đến thánh địa Himavanta, một vùng đất vô cùng nguy hiểm và dường như ít ai dám đến. Đồng hành cùng Pim là thợ săn trẻ tuổi tên Korik. Từ những ngày đầu hỗ trợ lẫn nhau cho đến khi tìm được bài thuốc quý, hai người đã dần nảy sinh tình cảm. Họ cùng nhau vượt qua những chướng ngại trên hành trình cùng với nhiều bí ẩn tại Himapat. Thứ 9 là bộ phim Talaluan, tựa Việt Biển xanh trêu đùa, phim do Mít Thông Raya và Sammy Cowell đảm nhận vai nam nữ chính. Có thể nói, Biển xanh trêu đùa là một tác phẩm tình yêu ngược tâm đầy ấn tượng trong loạt những phim Thái Lan gần đây. Bộ phim kể về cầu thủ Ta Lai bị trôi giạt vào một hòn đảo nhỏ sau một vụ tai nạn, nhưng anh lại may mắn được nàng Mô Gia cứu thoát chết. Ta Lai mất đi ký ức và sống những ngày tháng êm đềm với Mô Gia trên vùng đảo này. Và cũng từ đó, tình cảm hai người ngày càng lớn thêm. Họ quyết định đến sa mạc để chung sống mặc kệ sự can ngăn của bạn bè và những bi kịch tình trường liên tiếp xảy ra khi có một người phụ nữ khẳng định Ta Lai là chồng mình. Thứ 10 là bộ phim Raeza, tựa Việt Thủ đoạn tình trường, phim do Araya Hageta và Kuitaga Wasukraibasan đảm nhận vai nam nữ chính. Thủ đoạn tình trường xoay quanh nhân vật đầy tham vọng không từ thủ đoạn để bước chân vào giới thượng lưu đầy quyền lực. Cô tìm mọi cách để đạt được điều mình muốn, kể cả việc ngủ chung với chồng người bạn thân nhất của mình. Thủ đoạn tình trường chính là phần tiếp theo của tác phẩm nổi tiếng Dosso Sison. Phần 2 này đem đến cho khán giả những thước phim kịch tính và thú vị hơn. 11 là bộ phim Yuan Zai Nai, tựa Việt Trái tim chàng si tình, phim do Tono Bankin và Nicha Nutanicha đảm nhận vai nam nữ chính. Bộ phim là câu chuyện tình yêu nhân duyên tiền kiếp của Bachon và Proploy. Bachon ở tiền kiếp bị người con gái mình yêu Matira nguyền rủa phải sống cô độc suốt đời. Nhưng số phận trớ trêu khi ở hiện tại, anh gặp được Proploy, một nghệ sĩ tranh đang mắc bệnh tim. Bệnh nhân này chính là người tình kiếp trước của anh và chỉ có cô mới hóa giải được lời nguyền năm xưa. Lần này khi tiếp xúc và thấy tình cảnh của cô, anh lại đem lòng yêu cô một lần nữa và đã nguyện hy sinh cùng người con gái mình yêu. 12 là bộ phim Chokon Lajuan, tựa Việt Vì sao lạc, phim do Patipat Patakwikot và Kwanaros Sontichai đảm nhận vai nam nữ chính. Vì sao là kể về Thanat và Kwasan là con trai của các sĩ quan cảnh sát. Lớn lên cùng nhau, cả hai đều có ý chí mong muốn trở thành cảnh sát tài giỏi giống tư tưởng của cha mình. Thanat có cơ hội hợp tác cùng Kwasan trong việc tìm kiếm những kẻ buôn bán ma túy. Trong lúc làm nhiệm vụ, cả hai đã gặp Supika, một nữ cảnh sát tài năng. Phía cảnh sát lên kế hoạch tiến hành cuộc điều tra để tóm lấy băng nhóm buôn bán ma túy của Siasunai bằng cách thu thập thông tin từ Chalanthon. Chalanthon là một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng sống cùng xã hội với Siasunai và cũng là người bạn thân thiết của nữ cảnh sát. Những hiểm nghi luôn rình rập họ, nhất là Chalanthon vì nhiệm vụ cung cấp thông tin cho cảnh sát. Thanat luôn ở bên cạnh bảo vệ cô và giữa họ đã nảy sinh tình cảm với nhau. Và cặp đôi Wasan, Supika cũng ngày càng gắn bó khi cùng nhau trải qua nhiều tình huống nguy hiểm. 13 là bộ phim An Air for An Air, tựa Việt Nợ máu trả máu, phim do On Bizada và Krit Perawat đảm nhận vai nam nữ chính. Khi kể đến những bộ phim Thái Lan hay nhất năm 2021, sẽ không thể bỏ qua cái tên Nợ máu trả máu. Bộ phim xoay quanh gia tộc Sulapaporik sau khi mất đi người trụ cột trong gia đình là Thanapot sau một tai nạn kinh hoàng. Cái chết của chủ tịch Thanapot không phải là tai nạn đơn thuần mà là kế hoạch đã vạch ra từ trước của người vợ Katesara. Sau khi chồng chết, bà lập tức thăng chức chủ tịch nắm toàn quyền tập đoàn. Cô con gái quyết định trả thù cho cha nên đã cùng hai người em bằng nhiều cách để tìm ra sự thật đằng sau cái chết của cha mình. 14 là bộ phim Kilicon, tựa Việt Lạc mất nguồn cội, phim do Khan Farrakhan và Krit Alcedrabon đảm nhận vai nam nữ chính. Đây là một bộ phim tâm lý tình cảm với nội dung xoay quanh hoàn cảnh gia đình phức tạp của ông Quanamun cùng hai người con song sinh là Chonachon và Kiu. Mọi việc bắt đầu khi ông Quanamun phải trốn ra nước ngoài trong khi hai đứa trẻ ra đời, khiến nhiều người dòm ngó tài sản và âm mưu bắt cóc hai đứa con. Sau nhiều lần gặp nạn, hai chị em phải chịu cảnh bị chia cắt. Tình cảm thân tình thiêng liêng luôn là sợi chỉ vô hình cho họ gặp lại nhau trong những tình huống trớ trêu.
Nội dung lôi cuốn với nhiều tình huống bất ngờ và gay cấn khiến cho người xem không khỏi hồi hộp qua từng tập phim. 15 là bộ phim Upad Rai Upad Rat, tựa Việt Tai nạn tình yêu, phim do Masu Sunizan Dikvot và Mo Montanot đảm nhận vai nam nữ chính. Đây là câu chuyện kể về 4 năm trước, anh trai của Jisakao là Pepit Mo đã đâm phải Khalongri, con gái riêng của gia đình Thachapipat trong một vụ tai nạn. Sau giải quyết, gia đình phải bồi thường đến mức phá sản. Cũng là điều luôn canh cánh trong lòng Jisakao. Nhiều năm sau đó, Jisakao làm cho một công ty mỹ phẩm bị mua lại bởi nhà Thachapipat và con trai út hiện là giám đốc điều hành. Anh không biết gì về tai nạn của chị mình và càng không biết Jisakao là ai. Nhưng anh lại có tình cảm với cô và muốn theo đuổi cô một cách nghiêm túc. Những khuất mắc dần dần được hé lộ cùng với sự trông đợi của người xem và sự hóa hốc của nhân vật đã tạo nên những thước phim tình yêu đầy kịch tính. Đó là tổng hợp 15 bộ phim Thái Lan hay nhất năm 2021 mà Ken Winnie muốn giới thiệu đến với các bạn.